Chào thầy mọi người nhé. Hôm nay mình sẽ dẫn cho mọi người một cách đánh bìm bịp. Thì đánh bìm bịp một cách đánh rất là độc. Cách này chắc chưa ai thử. Cũng là từ mẹt thôi. Nhưng mình sẽ đánh một mẹt và nhái kết hợp. Thì nay vừa mình gọi đôi bìm nó kêu bên kia. Bên kia thì bờ máng này mình không thể sang bên đấy được. Nên là bên đây nó có một khu vườn. Thì mình sẽ quyết định mình sẽ tìm vào trong đây để mình đánh. Thứ nhất là nó vừa mát. Mùa nóng này chúng ta mà đánh vào mùa ăn ấy, mà đánh chỗ nắng quá ấy, nhái nó nhanh chết, nên chúng ta sẽ đánh vào chỗ nào nó thoáng. Thì khu vườn này cũng rộng. Thì bữa mình gọi thử thì nó. Đây là một mẫu mẹt mà inox của mình làm nhé. Thì mẹt inox ưu điểm của nó rất là cứng, độ bền cao. Thì khi đánh mẹt thì thực sự thì mình khuyên bạn là vẫn quan tâm đến chất lưới này. Lưới phải sợi thô to thì sẽ không dắt, nó so vào khỏe, đập thì căng. Bây giờ mình sẽ mang cái nẹp và mình cắm, mà chỉ cắm một mẹt thôi nhé. Đây, mình đang vào ngõ chỗ này. Đây nhé, chúc các bạn nhìn này. Khi đánh bìm bịp này, mình luôn luôn chọn dưới một cây thấp lùm lùm này. Xung quanh này toàn cây thấp này, chứ mình không bao giờ mình đánh ở chỗ nào một cây cao nhé. Thì sao như vậy? Thì vì khi mình đánh cây cao ấy, thì nó sẽ khó đào xuống. Đấy. Đây là mẹt mình đã cắm này. Đây nha, chúng ta nhìn này. Khi chúng ta cắm mẹt này thì đây là cách mà chơi mà có thể là chi phí thấp nhất mà hiệu quả cực kỳ cao luôn. Cái loa này chúng ta để đây này, chúng ta chen lên nhé. Nhái này là mình đã dùng cóc này. Nhưng mà mình sẽ chơi kiểu độc là mình sẽ đặt con bìm bịp giá vào đúng chỗ này. Đấy. Thì khi nhìn này, các bạn nhìn này, khi chúng ta nhìn này, như là con bìm bịp đang tha con khóc này, thì đánh chuồng này gọi là đánh kiểu là bịp đói tham ăn hay là bịp đói tranh mồi là đây. Đấy, đây gọi là chiêu bịp đói tranh mồi. Thì khi chúng ta đánh hai mẹt mà chúng ta đánh một bên mồi giảm mồi mà ăn ấy, thì nó cũng có cái hay của nó. Nhưng đây mà mình nói đây là mình đánh mang tính chất giải trí nhá, nên là mình sẽ đánh theo kiểu này. Đấy, đánh theo kiểu một mẹt, đúng kiểu bịp đói tranh mồi. Nhưng mà hôm nay các bạn mình đi mình quên mang mỗi mẹt thôi. Mới hay là một số anh em mà chi phí thấp ấy thì sẽ chơi như này. Đấy, mẹt này chúng ta vừa buộc mồi giả này, vừa đánh mồi ăn, chưa được mẹt luôn này, thì chúng ta sẽ tỷ lệ được rất là cao. Thì khi bịp biến ấy, nó trông con bịp giả này tha con mồi này ấy, thì nó nghĩ con này đang tranh nhà của nó. Bịp bịp là giống cực kỳ phàm ăn nhé, và tham ăn nữa. Nếu nó xuống nó đánh con này ngay, đánh mình khẳng định chỗ này nó sẽ bổ quả hồn nào chứ không bao giờ có dư rẻ. Đấy, các bạn xem thử nhé. Em nó đã
Mình sẽ tháo này ra để cho nó về nó nuôi con đó. Đa số mùa này là bọn này đang nuôi con. Đa số mùa này nuôi con này là mình chỉ làm clip mang tính giải trí để hướng dẫn cho một số bác chưa biết đâu, còn mình sẽ thả ra nhé. Này, về một nuôi con này này.